Mua phim xin chào các bạn, sau phần 1 là phần phim khá lôi cuốn và cảm động chảy nước mắt, thì phần 2 này lại được đánh giá cao hơn rất nhiều bộ cốt truyện ly kỳ và rất chi là bánh cuốn. Bộ phim phần này sẽ xoay quanh đại chiến của các sứ giả địa ngục và thần chết. Lần này, đội trưởng sứ giả Gang Jin sẽ dẫn theo hai đàn em là Bizen và Seok giúp linh hồn của người em là Trần Đức So Hong đầu thai. Nhóm các sứ giả mới xuống tới địa ngục đã phải đánh một trận với quân lính của phe hắc ám. Chỉ thấy hai bên lao vào đánh nhau tới tấp không phân biệt độ đẹp trai, trận đánh cực kỳ hung hãn ác liệt. Lúc này Diêm Vương Gieo Ma xuất hiện, Gang Jin cầu xin Diêm Vương thẩm phán linh hồn của Trần Đức So Hong, bởi anh ta không phải tự sát mà là bị giết chết. Gieo Ma nghe vậy nổi lên hứng thú nói với Gang Jin rằng chỉ cần trong vòng 49 ngày, anh ta có thể thông qua thẩm phán của địa ngục, chứng minh được So Hong bị giết hại, vậy thì So Hong có thể được đi đầu thai. Ngoài ra Gieo Ma còn đưa ra một yêu cầu nữa, đó là Gang Jin và hai sứ giả phải đi dương gian bắt được một linh hồn của người đàn ông về, bởi linh hồn này có một sứ giả phá luật bảo vệ. Thần bảo vệ này lại có sức mạnh chiến đấu đến khó tin, nên Gieo Ma đã phái mấy sứ giả đi, mà đều bị người này giết chết. Gang Jin nghe vậy lập tức kêu hai đàn em là Bizen và Seok đến dương gian, còn mình thì dẫn linh hồn của So Hong đi đến nơi thẩm phán. Ở dương gian, hai người đã tìm đến nhà của ông lão vẫn đang sống, họ đang định dùng lệnh bài đưa hồn ông ta đi. Không ngờ sứ giả béo ma đông xúc xuất hiện, một cái tát đánh bay Seok đi. Bizen cũng bị ma đông xúc bóp cổ đè xuống dưới đất, hai sứ giả này cũng nhanh chóng bị hắn khuất phục. Sau đó ma đông xúc nói cho hai người biết, 1000 năm trước anh ta cũng là sứ giả, còn biết hết ký ức sinh thời của hai người vốn đã bị Diêm Vương Gieo Ma xóa đi. Điều này làm cả hai vô cùng hiếu kỳ, rất muốn biết được ký ức lúc còn sống của mình nó như thế nào. Ma đông xúc còn nói, 40 ngày nữa cháu của ông lão sẽ đến trường. Chỉ cần thằng bé thành công nhập học, thì hai người có thể dẫn linh hồn của ông lão đi. Cả hai lập tức báo tin về cho Gang Jin biết. Gang Jin cũng đồng ý yêu cầu của anh béo ma đông xúc. Tiếp đó anh ta dùng linh hồn của So Hong làm mồi nhử, câu được một con cá ăn thịt khổng lồ dưới địa ngục lên, để con cá đớp câu rồi kéo thuyền đi cho nhanh, giúp cả nhóm đi với tốc độ chóng mặt. Trên đường đi, Gang Jin vì giúp So Hong chấp nhận sự thật mình bị giết, đã kể cho anh ta nghe chuyện lúc mình còn sống. Hóa ra 1000 năm trước, Gang Jin là con trai của tướng quân Cao Ly, nhưng sau một trận chiến, cha anh đã nhận nuôi một cô nhi người khiết đan, còn tiến hành bồi dưỡng cho đứa trẻ đó hơn cả con ruột. Điều này làm Gang Jin rất chi là ghen tị. Anh cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp, nên phải tìm mọi cơ hội để diệt trừ đứa trẻ đó. Ngay khi Gang Jin kể chuyện của mình, một tên giang hồ dẫn đàn em xông vào nhà ông lão, chớp mắt đã đánh bay ma đông xúc. Bởi vì ma đông xúc là thần bảo vệ, nên sức mạnh của anh ta không có tác dụng với con người. Vì để cứu hai ông cháu, ma đông xúc đồng ý nói cho hai người biết ký ức còn sống của họ, điều kiện là hai sứ giả này sẽ đánh đuổi đám côn đồ kia đi. Hai người lắc mình hiện thân, đè đầu đám côn đồ cho vay nặng lãi đánh cho một trận, chẳng mấy chốc đã đánh tan tác chúng. Khi giải quyết xong chuyện đám côn đồ, ma đông xúc bắt đầu kể về thân thế của hai sứ giả này. Đó là vào 1000 năm trước, Bizen vốn là một tướng quân bị lưu đày của Cao Ly. Anh ta có sức chiến đấu kinh người, lực đánh có thể nói ngang với đinh bộ lĩnh của Việt Nam, kẻ địch chỉ cần nghe tên là đã sợ tới mức chân tay bùn rùn mà mất sức chiến đấu. Còn sứ giả Seok vốn là thôn nữ của nước đối địch, vì chiến tranh liên miên nên phải dẫn theo nhóm cô nhi trốn vào trong núi. Trong một lần đi tìm thức ăn, cô đã vô tình bị hổ tấn công. Ngay lúc tình hình nguy cấp nhất, Bizen dẫn theo thuộc hạ vô tình đi ngang qua, kịp thời giết con hổ cứu Seok trong gang tấc, sau đó còn thịt luôn con hổ cứu đói lũ trẻ. Nghe kể đến đây, Seok cũng cảm thấy quan hệ giữa hai người thân thiết hơn. Cùng lúc này, Gang Jin dẫn So Hong đi vào sa mạc sợ hãi. Sa mạc này vốn rất là kinh dị, nhưng hôm nay nó còn kinh dị hơn vì vua phim đang miêu tả nó. Nó có thể thả ra thứ con người sợ hãi nhất trong lòng, để chính sự sợ hãi đó sẽ giết chết họ. Mà nỗi sợ hãi của So Hong là khủng long, thế nên cả sa mạc đều bùng nổ. Trên mặt đất xuất hiện cả bầy khủng long bạo chúa. Gang Jin lập tức kẻ một vòng lửa địa ngục để bảo vệ mình và So Hong. Không ngờ rằng dưới đất trồi lên một con cá sấu siêu bạo chúa, nó há miệng một cái đớp trọn cả hai vào trong bụng. Bên trong bụng con thương xấu long này, cả hai vẫn sống và lại đang rảnh rỗi. Gang Jin lại bắt đầu kể tiếp chuyện đời mình. Gang Jin và kẻ cô nhi kia sau khi được tướng quân bồi dưỡng, cả hai đều trở thành tướng lĩnh cấp cao. Nhưng trong một trận chiến khốc liệt, đại tướng quân là bố của Gang Jin bất ngờ chết trận. Gang Jin trở thành đại tướng quân mới, vốn dĩ đã cực kỳ căm hận thiếu niên kia, đến khi có quyền hành rồi lập tức ra lệnh lưu đày cô nhi này. Nghe xong câu chuyện của Gang Jin, So Hong tò mò không biết kết cục của người cô nhi kia sẽ ra sao. Còn phía bên kia trong nhà ông lão, Bizen muốn giao cậu bé cho người khác nuôi dưỡng, như vậy thì dù ông lão có qua đời và siêu thoát, cậu bé cũng vẫn có thể sống tiếp. Đương nhiên ông lão méo chấp nhận tát thẳng vào mặt Bizen, làm anh chàng tức điên lên như chó thiến, kêu gào sấm chớp mây đen ùn ùn kéo tới. Thế mà ông lão không hề sợ hãi, ông lại còn bước lên đánh thêm cho một cái bạt tai nữa. Đến lúc này Bizen lập tức phải nhún nhường,
Ma Đông Xúc thấy Bizen thốn quá, nên tiếp tục kể chuyện quá khứ cho anh ta nghe. 1000 năm trước sau khi Bizen cứu Seok, quan hệ giữa cả hai ngày càng thân thiết. Một ngày nọ trong lúc trò chuyện, Seok đã nói cho Bizen biết rằng cha mẹ mình đã bị tướng quân Cao Ly giết chết. Bizen nghe vậy trong lòng rất khó chịu, thấy mình đã phạm một sai lầm lớn rồi. Vì vậy anh quyết định dạy Seok và nhóm trẻ cách săn bắn và chiến đấu, còn để lại tất cả lương thực của quân đội cho họ. Nhưng ngay khi kể đến đoạn này, thì nhóm cho vay nặng lãi kia lại lén tấn công nhà ông lão, đập bể thần đàn của anh béo Ma Đông Xúc. Ma Đông Xúc lập tức mất hết sạch phép thuật, anh sẽ không còn tồn tại được lâu nữa. Trước khi biến mất, anh đã cố gắng kể cho hai sứ giả bí mật cuối cùng. 1000 năm trước, vì Bizen đưa hết lương thực cho nhóm trẻ của Seok, điều này vô tình đến tai của đại tướng quân khiến ông ta tức giận. Ông ta lập tức cho người giết sạch thuộc hạ của Bizen, còn muốn ném Bizen cho chó sói nó ăn. Nhưng sức chiến đấu của Bizen đã nói là rất mạnh, bị trói mà anh vẫn có thể gồng mình giết được cả đàn sói. Anh bảo Seok dẫn đám trẻ chạy đi. Còn mình thì ở lại chặn đường đánh một trận với tên tướng quân. Tiếc rằng mới kể đến đây, Ma Đông Xúc đã hết giờ mà tan thành mây khói. Bizen chợt nhận ra, đại tướng quân khi ấy cũng chính là đội trưởng Gang Jin của mình. Hóa ra Bizen năm đó lại chính là cô nhi khiết đan mà năm xưa cha của Gang Jin nhận nuôi. Sau này khi đại tướng quân chết, Bizen bị Gang Jin lưu đày. Thế rồi Gang Jin giết chết Bizen, Seok nhân cơ hội này đánh lén Gang Jin. Gang Jin tuy đã bị đâm trọng thương nhưng vẫn đủ sức một kiếm giết chết Seok, như vậy chốt lại ba người đều chết hết. Mà tất cả chuyện này đều là do thiên đạo luân hồi, vận mệnh an bài đã định sẵn. Quay lại với Gang Jin lúc này đã dẫn So Hong đến địa ngục bất nghĩa, gặp được ngũ quan đại vương. Vì để chứng minh So Hong không phải hồn ma tự sát, Gang Jin dẫn tên lính lúc đó đã vô tình giết chết So Hong đến. Nhưng không ngờ rằng tên này đã biến thành kẻ điên không thể chứng minh được gì cả. Cuối cùng hắn kích động tới mức hồn tiêu phách tán. Ngũ quan đại vương thấy nhân chứng đã chết, liền phạt So Hong bị nhốt vào ngục băng 500 năm. Gang Jin thấy vậy bèn xin tích lũy hình phạt, còn nói trong lần thẩm phán tới, ơn ma nhất định sẽ có mặt để làm nhân chứng. Đến nước này thì ngũ quan đại vương chỉ còn cách đồng ý yêu cầu của Gang Jin thả So Hong ra. Gang Jin tiếp tục dẫn So Hong đến địa ngục phản bội, gặp Diêm Vương, Gieo Ma và đại vương. Ở nơi này Gang Jin gọi linh hồn của tên trung úy lên, muốn để anh ta nói ra chân tướng việc đã chôn sống So Hong, nhưng anh ta nhất quyết không nói. Lúc này Gang Jin mới kể ra một bí mật, năm xưa sau khi anh chết, sau đó Gieo Ma đã xuất hiện và cho anh một cơ hội để giữ lại ký ức ở kiếp trước, chỉ cần ở địa ngục chịu khổ 1000 năm, đồng thời còn xóa đi ký ức của Bizen và Seok, mục đích là vì để Gang Jin phải dằn vặt suốt đời. Mà giờ anh đã cho tên trung úy một cơ hội thay đổi, vậy mà anh ta vẫn nhất quyết không chịu nói. Hết nước rồi, Gang Jin lại đành nói thêm một bí mật nữa. Năm xưa trong trận chiến đó, cha anh thực ra không phải chết trận, mà là anh vì quyền lợi cá nhân, đã giả vờ không nhìn thấy ông vẫn còn sống, dẫn đến việc ông bị chết cóng nơi xa trường. Chính những ký ức này đã làm anh đau đớn suốt 1000 năm nay. Tên trung úy nghe tới đó thì sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, lập tức thừa nhận mình là người đã giết So Hong, vậy là So Hong không phải tự sát. Đại vương thấy vậy lập tức tuyên bố, So Hong không phải tự tử nên có thể đầu thai như thường. Sau đó Gang Jin dẫn theo Bizen và Seok đến nhà của ông lão, muốn dẫn linh hồn của ông ta đi. Nhưng ngay vào lúc quan trọng Gang Jin lại đổi ý, anh đã làm trái quy tắc địa ngục để ông lão tiếp tục sống trên đời. Ở phía khác khi So Hong chuẩn bị bước qua cánh cửa để đầu thai, bất ngờ Diêm Vương Gieo Ma xuất hiện. Gạ kèo anh trở thành sứ giả tiếp theo để giúp đỡ những linh hồn tốt. Sứ giả So Hong liền lập tức đồng ý. Còn về phía sứ giả Gang Jin, thực ra sau khi để cha mình qua đêm, sáng hôm sau anh ta đã vội vàng ân hận mà quay lại. Nhưng tiếc rằng đã quá muộn mất rồi. Khi này Diêm Vương Gieo Ma đã tìm đến chỗ đại tướng quân vừa chết, muốn để ông ta trở thành Diêm Vương 1000 năm tiếp theo. Nhưng đại tướng quân lại nhờ Diêm Vương thay đổi hình dáng của mình giống Gieo Ma, mục đích là để con trai Gang Jin không nhận ra. Cứ như vậy người bố chấp nhận ở địa ngục 1000 năm, để hàng ngày vẫn theo dấu con trai Gang Jin giúp con làm điều tốt, sửa lại lỗi lầm trong quá khứ. Xem xong bộ phim ta có thể rút ra rằng, việc mình làm luôn có mắt trời theo dõi. Cha mẹ thường sẽ yêu thương con cái hơn gấp trăm ngàn lần. Người Việt Nam có câu nói rằng, cha mẹ thiện lành để đức cho con. Được rồi, Vua Phim xin dừng tại đây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ Vua Phim nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.